Lại nữa, chúng sanh ở thế gian bị các bệnh bức não, lại bị giặc chết theo dình, ví như oan gia, thường dình chỗ họ, làm sao người thiện không thương xót mà còn muốn ra khổ cho họ được, khổ cho tới người mà trước tự mình đã thọ hại. Suy nghĩ như vậy không nên giận kia, nên tu nhẫn nhục. Lại nữa, nên quán sự sân nhuế hết tội nó rất sâu, trong ba thứ độc không thứ nào nặng bằng nó. Trong 98 sự nó là cứng chắc nhất, trong các tâm bệnh nó khó trị nhất. Người sân nhuế hết chẳng biết thiện, chẳng biết phi thiện, không quán tội phước, không biết tội hại, không tự nhớ nghĩ sẽ bị đọa ác đạo, quên mất câu nói thiện, không tiếc danh xưng, không biết người khác phiền não, không kể thân tâm mình mệt nhọc phiền não, giận làm che lấp mắt tuệ, chuyên làm não hại người khác. Như một ngũ thông tiên nhân vì lòng sân nhuế tùy tù tịnh hạnh mà giết hại một nước như Chiên Đà La. Lại nữa, người có tâm sân nhuế giống như hổ lang khó thể ở chung, lại như một động dễ phát dễ hoại. Người sân nhuế giống như rắn độc không ai ưa thấy. Người chứa đánh giận ác tâm lớn dần đến việc không thể đến, như giết cha giết vua ác ý đối với Phật, như chúng tỳ kheo ở nước Câu Diệm Di. Vì nhân duyên nhỏ nhặt, tâm sân hận lớn dần, chia thành hai nhóm, muốn xử đoán thích đáng, chọn mất 3 tháng mà còn không thể xong. Phật đi đến giữa chúng, đưa cánh tay luân tướng lên ngăn, mà bảo rằng, tỳ kheo các người chớ đấu tranh nhau, ác tâm tương tục, khổ báo rất nặng. Các ông vì cầu niết bàn, vứt bỏ lợi lạc ở đời, ở trong thiện pháp sao còn đấu tranh nhau? Người đời cống giận đấu tranh còn tha thứ được, chứ người xuất gia đâu có thể đấu tranh. Trong tâm xuất gia mà còn ôm độc, chỉ tự làm hại, như trong mây lạnh tuôn lửa đốt thân. Các tỷ kheo bạch Phật, Phật là Pháp Vương, xin Ngài tạm yên nghỉ, bọn ấy xâm phạm chúng con không thể không đáp trả lại. Phật nghĩ hạng người này không thể độ được, ngay giữa chúng tăng, Ngài lên không trung mà đi, vào giữa rừng cây yên lặng tam muội. Tội sân như vậy, thậm chí không chịu nghe lời Phật, vì lẽ ấy nên hãy trừ sân, tập tu hành nhẫn nhục. Lại nữa, thường tu nhẫn nhục thì dễ được từ bi. Người được từ bi thời đến Phật đạo, hỏi nhẫn nhục đều là tốt, song có một việc không thể được là bị kẻ tiểu nhân khinh mạng cho là sợ sệt, vì lẽ ấy không nên nhẫn tất cả. Đáp, nếu vì sợ tiểu nhân khinh mạng cho là sợ chết mà không muốn nhẫn, song tội không nhẫn còn quá hơn thế. Vì sao? Vì người không nhẫn bị người hiền thánh thiện nhân khinh chê, người nhẫn bị tiểu nhân khinh mạng trong hai thứ khinh ấy, thà bị kẻ vô trí khinh mạng, không thà bị hiền thánh thiện nhân khinh chê. Vì sao? Vì người vô trí khinh điều không đáng khinh, còn hiền thánh chê điều đáng chê, vì lẽ ấy nên tu nhẫn nhục. Lại nữa, người tu nhẫn nhục tuy không bố thí thiền định mà thường được công đức vi diệu, được sanh vào cõi trời cõi người, sau được Phật đạo. Vì sao? Vì tâm nhu nhuyễn. Lại nữa, Bồ Tát suy nghĩ, đời nay người bức não ta vì nhục cướp lợi, khinh mắng buộc trói, ta nên làm nhẫn, nếu ta không nhẫn sẽ đọa địa ngục thành sắt đất nóng, chịu khổ vô lượng, đốt nướng sấy nấu không thể nói hết. Vì sao? Vì tuy bị kẻ tiểu nhân vô trí khinh mà là quý, còn không nhẫn mà dùng oai, tùy khoái mà là hèn, thế nên Bồ Tát nên nhẫn nhục. Lại nữa, Bồ Tát suy nghĩ, ta ban đầu phát tâm thề vì chúng sanh, trị tâm bệnh cho họ, nay chúng sanh bị bệnh sân nhuế hết kiết sử, ta hãy trị bệnh đó, cớ sao lại lấy đó làm bệnh của mình, hãy nên nhẫn nhục. Ví như thầy thuốc chữa trị các bệnh, nếu gặp bệnh quỷ cuồng rút đao máu hiếp, không phân biệt tốt xấu, thầy thuốc biết bệnh quỷ ám chỉ vì trị bệnh chứ không sân nhuế. Bồ Tát nếu bị chúng sanh đến sân não máu hiếp, biết nó đang bị bệnh sân nhuế phiền não cuồng tâm xui khiến, thì phải khéo léo chữa trị không hiểm trách chi cũng như vậy. Lại nữa, Bồ Tát nuôi nấng hết thảy thương yêu như con. Nếu chúng sanh đến sân não Bồ Tát, Bồ Tát chỉ thương mà không não không trách, vì như cha lành vỗ nuôi con cháu ấu trĩ, chưa có biết gì. Hoặc có khi mắng nhiếc đánh đập không kính không sợ, cha vẫn thương nó ngu dại, càng thương yêu thêm. Tuy có tội lỗi không giận không buồn, Bồ Tát nhẫn nhục cũng như vậy. Lại nữa, Bồ Tát suy nghĩ, nếu chúng sanh đem sự sân não đến cho ta sẽ nhẫn nhục. Nếu ta không nhẫn thì đời nay tầm hối hận, đời sau vào địa ngục, thọ khổ vô lượng. Nếu hút sanh vào súc sanh thì làm rồng độc, rắn dữ, sư tử, hổ lao. Nếu làm ngạ quỷ thì lửa từ miệng ra, ví như người bị lửa đốt, khi đốt đau nhẹ, sau khi đốt đau nặng.
Lại nữa, Bồ Tát suy nghĩ ta làm Bồ Tát muốn làm lợi ích chúng sanh, nếu ta không nhẫn nhục được thì không gọi là Bồ Tát mà gọi là người ác. Lại nữa, Bồ Tát suy nghĩ đời có hai loại, một chúng sanh số, hai không phải chúng sanh số, ta ban đầu phát tâm thể vì hết thảy chúng sanh, nếu có chẳng phải chúng sanh số như núi đá, cây cỏ, gió rét, lạnh nóng, nước mưa, xâm hại thì chỉ lo chế ngự, không chút sân nhuế. Này chúng sanh này là chính được ta, vì họ, họ ra ác đến ta, ta nên nhẫn chịu, tại sao lại giận? Lại nữa, Bồ Tát biết từ lâu xa đến nay, nhân duyên hòa hiệp giả danh là người, chứ không thật có xác người, thì có ai để giận? Trong đó chỉ có xương huyết, da thịt, ví như bờ hủy ngói mục, lại như người gỗ do máy móc động tác mà có đi có lại. Biết rõ như vậy không nên sân giận, nếu ta sân giận thì ta là ngu si, tự chịu tội khổ, vì lẽ đó nên tu nhẫn nhục. Lại nữa, Bồ Tát suy nghĩ vô lượng hằng hà vô số chư Phật trong quá khứ khi hành Bồ Tát đạo đều trước hết thực hành sanh nhẫn, vậy xong mới thực hành pháp nhẫn. Ta nay cầu thọ Phật đạo điều trước hết thực hành sanh nhẫn, hãy nên như pháp của chư Phật, không nên khỏi tâm sân huế như pháp của cảnh giới ma, vì lẽ ấy nên tu nhẫn nhục. Do vô lượng nhân duyên như vậy cho nên hay nhẫn ấy gọi là sanh nhẫn. Hết quyển 14 theo bản Hán. Quyển 15 giải thích sàn đề ba la mật pháp nhẫn. Sao gọi là pháp nhẫn? Nhẫn đối với chúng sanh cung kính cúng dường và đối với các người phiền não dâm dục ấy gọi là sanh nhẫn. Nhẫn đối với pháp cung kính cúng dường và pháp phiền não dâm dục ấy gọi là pháp nhẫn. Lại nữa, pháp nhẫn là trong không đắm sáu căn, ngoài không thọ sáu trần, đối với hai thứ đó không khởi tâm phân biệt. Vì sao? Vì tướng trong như ngoài, tướng ngoài như trong, cả hai tướng đều không thể có được, bất khả đắc. Vì là nhất tướng, vì là nhân duyên hợp, vì là nó thật không, vì là hết thảy pháp tướng thường thanh tịnh, vì là như tánh tướng pháp chân tế, vì là bất nhị thập, tuy không hai cũng không một. Còn các pháp như vậy, tâm tin chắc không lay chuyển, ấy gọi là nhẫn. Như trong kinh Tỳ Ma La Cật nói, Bồ Tát Pháp Trụ nói sanh và diệt là hai, bất sanh bất diệt và nhập pháp môn bất nhị. Bất sanh bất diệt là nhập pháp môn bất nhị, cho đến Văn Thù Thi Lị nói, không nghe không thấy tất cả tâm duyệt, không thuyết không nói là nhập pháp môn bất nhị. Tỳ Ma La Cật thì im lặng không nói, các Bồ Tát tán thán, lành thay, ấy thật là nhập pháp môn bất nhị. Lại nữa, hết thảy pháp có hai, một chúng sanh, hai các pháp. Bồ Tát nhẫn đối với chúng sanh như trước đã nói, này nói nhẫn đối với pháp. Pháp có hai là tâm pháp và phi tâm pháp. Trong phi tâm pháp có nội có ngoại, ngoại có rét, nóng, gió, mưa, vân vân, nội có đói, khát, già, bệnh, chết, vân vân. Các thứ như vậy gọi là phi tâm pháp. Trong tâm pháp có hai, một sân nhuế, yêu sầu, nghi, vân vân, hai dâm dục, kiêu mạn, vân vân. Hai thứ đó gọi là tâm pháp. Bồ Tát đối với hai pháp đó an nhẫn không lay động, ấy gọi là pháp nhẫn. Hỏi, đối với chúng sanh hoặc làm họ sân hận, làm não hại mạng họ thì mắc tội, nếu thương xót họ thì được phước. Còn đối với lạnh, nóng, gió, mưa, không có làm tăng hay tổn gì ai, vì sao mà phải nhẫn? Đáp, tuy không tăng hay tổn, song tự mình sanh não loạn yêu khổ thì sẽ làm hại Bồ Tát đạo, vì vậy nên phải nhẫn. Lại nữa, không phải chỉ sát hại bước não chúng sanh nên mắc tội, mà vì ác tâm làm nhân duyên nên mắc tội. Vì sao? Vì tuy giết chúng sanh mà tâm vô ký là không mắc tội, thường nghĩ tới chúng sanh, tuy không cho gì mà rất được phước. Lạnh nóng gió mưa tuy không làm tăng tổn, nhưng vì ác ý cho nên mắc tội, do vậy nên phải nhẫn. Lại nữa, Bồ Tát tự biết do nhân duyên của tội đời trước nên sanh vào chỗ khổ này, ấy là do ta làm, ta nên tự chịu. Suy nghĩ như vậy cho nên hay nhẫn. Lại nữa, Bồ Tát suy nghĩ quốc độ có hai thứ, có thứ tịnh, có thứ không tịnh. Bồ Tát nếu sanh vào trong quốc độ không tịnh, chịu cay đắng, đói rét các khổ, thì tự phát lời nguyện thanh tịnh rằng, khi ta thành Phật trong quốc độ không có các thứ khổ ấy, như vậy quốc độ đây tuy không tịnh nhưng mà có lợi cho ta. Lại nữa, Bồ Tát suy nghĩ tám pháp của thế gian hiện thánh còn không thể tránh được, huống gì là ta, do vậy phải nên nhẫn. Lại nữa, Bồ Tát suy nghĩ biết thân người đây không bền không mạnh, bị già bệnh chết đuổi theo, tuy lại còn có thân trời thanh tịnh không già không bệnh, nhưng lại đắm mê thú vui cõi trời, thì cũng giống như người say không thể tu hành phước đức thánh đạo, xuất gia lìa dục. Vì vậy nên đối nhân thân này tự gắng nhẫn nhục tu phước lợi ích chúng sanh.
Lại nữa, Bồ Tát suy nghĩ, đạt thọ sắc thân tứ đại ngũ uẩn này tất phải chịu phần thống khổ, không ai có thọ thân mà không khổ. Giàu sang nghèo hèn xuất gia tại gia mưu tri sáng tối, không ai khỏi khổ được. Vì sao? Vì người giàu sang thường hay sợ hãi thủ hộ tài vật, giống như dê béo phải sớm đến máy đồ tẻ, như quạ tham miếng thịt cả bầy quạ đuổi theo. Người nghèo hèn thì có cái khổ đói rét, người xuất gia đời nay tuy khổ mà đời sau hưởng phước đắc đạo, người tại gia đời nay tuy vui mà đời sau chịu khổ. Người ngu lúc đầu cầu cái vui đời này, nhưng khi vô thường đối mặt đến sau lại phải chịu khổ. Người trí lúc đầu suy nghĩ về cái khổ vô thường, sau lại được thọ vui. Như vậy, người đã có thọ thân chẳng ai không khổ, cho nên Bồ Tát phải nên thực hành nhẫn nhục. Lại nữa, Bồ Tát suy nghĩ hết thảy thế gian đều khổ, làm sao ta ở trong đó mà lại cầu vui được. Lại nữa, Bồ Tát suy nghĩ ta ở trong vô lượng kiếp thường chịu các khổ mà không có lợi ích gì, chưa từng vì pháp, ngày nay vì chúng sanh mà cầu Phật đạo, tuy có chịu khổ này xong sẽ được lợi lớn. Thế nên đối với các khổ trong ngoài đều nên nhẫn chịu. Lại nữa, Bồ Tát Đại Tâm thề nguyện rằng, nếu gặp cái khổ ở vô gián địa ngục mà ta còn phải nhẫn, huống chi cái khổ nhỏ mà không thể nhẫn sao? Nếu khổ nhỏ không nhẫn được, làm sao nhẫn được khổ lớn? Như vậy, nhẫn được các pháp bên ngoài gọi là pháp nhẫn. Hỏi, làm sao nhẫn được tâm pháp bên trong? Đáp, Bồ Tát suy nghĩ, ta tùy chưa đắc đạo, các kiết sử chưa dứt, nếu không nhẫn thì chẳng khác gì phàm phu, chẳng phải là Bồ Tát. Lại tự suy nghĩ, nếu ta đắc đạo các kiết sử chưa dứt hết, thì không còn có pháp chi để nhẫn. Lại nữa, đói khát lại nóng là ma quân bên ngoài, kiết sử phiền não là ma tộc bên trong, hãy phá hai tên quân đó để thành Phật đạo. Nếu không như vậy, thời Phật đạo không thành. Như nói trong khi Phật tu khổ hạnh 6 năm, mà vương đến nói, quý nhân dòng sát lợi, trong ngàn phần sanh của ngươi, chỉ còn có một phần sống, mau mau đứng dậy trở về trong nước, bố thí tu phước thì có thể được cái vui ở cõi người cõi trời, đời này và đời sau, đạo không thể nào đắc. Người chỉ luống công cần khổ, nếu ngươi không chịu nghe lời dịu ngọt, cố thủ sự u mê không đứng dậy thì ta đem đoàn đại quân đến đánh phá ngươi. Bồ Tát nói, ta nay còn phá cả đội quân sức mạnh bên trong của ngươi, huống là đội quân bên ngoài, mà nói những gì là đội quân bên trong của ta. Bồ Tát đáp, dục là quân đầu của ngươi, yêu sầu là quân thứ hai, đói khát là quân thứ ba, khát ái là quân thứ tư, ngủ nghỉ là quân thứ năm, sợ hãi là quân thứ sáu, nghi hối là quân thứ bảy, sân nhuế là quân thứ tám, lợi dưỡng hư danh 9, tự cao kiêu mạn 10. Các tên quân như vậy chán ghét người xuất gia, ta dùng sức thiền trí phá quân ấy của ngươi, được thành Phật đạo rồi, độ thoát hết mọi người. Bồ Tát tùy trừ thẻ các thứ quân ấy, nhưng mặc áo giáp nhẫn nhục, cầm gươm trí tuệ, cầm cái thuần thiền định, chặt các mũi tên phiền não ấy, gọi là nội nhẫn. Lại nữa, Bồ Tát nên tu nhẫn đối với các phiền não, không nên dứt kiết sử. Vì sao? Vì nếu dứt kiết sử thì bị mất mát rất nhiều, bị rơi vào con đường A-la-hán, không khác gì người mà các căn bại liệt. Cho nên ngăn đỡ kiết sử mà không dứt, do tu nhẫn nhục không theo kiết sử. Hỏi, làm sao kiết sử chưa đứt mà không theo nó được? Đáp, nhờ tránh tư duy nên tuy có phiền não mà không theo nó. Lại nữa, nhờ tư duy quán sát tướng không vô thường nên tuy có năm dục tốt đẹp mà không sanh các kiết sử. Vì như quốc vương có một đại thần tự che giấu tội không người nào biết. Vua bà, người hãy chọn lấy một con dê béo mà không có mỡ đem lại đây, nếu không được sẽ bắt tội ngươi. Vị đại thần có trí cột một con dê lớn khéo nuôi bằng cỏ lúa, sau mỗi ngày cho ba con chó sói đến cùng bố. Dê tuy được nuôi béo mà không mỡ, khi ra đến cho vua, vua sai người giết, quả là béo mà không mỡ. Vua hỏi, làm sao được như vậy? Đại thần đáp lại việc trên, Bồ Tát cũng như vậy, vì do thấy chó sói vô thường khổ không, nên làm cho các mỡ kiết sử phải tiêu, mà thịt các công đức thì béo. Lại nữa, Bồ Tát do vô lượng phước báo công đức nên tâm được nhu nhuyễn, các kiết sử mỏng dễ tu nhẫn nhục. Ví như sư tử chúa giống ở giữa rừng, có người trông thấy cúi đầu cầu xin, thời nó thả cho đi, nhưng cọp beo là vật nhỏ thì không thể thả như vậy. Vì sao? Vì sư tử chúa là loài thú quý có trí phân biệt, còn cọp beo là loài trùng hèn không biết phân biệt. Lại như quân bại trận gặp được đại tướng thời sống, gặp phải tiểu binh thời chết. Lại nữa, Bồ Tát công đức trí tuệ lực quán sự sân nhuế có các điều xấu ác,
Quán sự nhẫn nhục có các thứ công đức cho nên hay nhẫn các kiết sử. Lại nữa, tâm Bồ Tát có trí lực hay dứt kiết sử vì chúng sanh nên trụ lâu tại thế gian, biết kiết sử là giặc cho nên nhẫn mà không theo. Bồ Tát trói giặc kiết sử ấy lại không cho phóng túng mà lo tu công đức. Ví như có giặc vì có nhân duyên nên không giết, chỉ nhốt kỹ một nơi mà tự tu tập sự nghiệp. Lại nữa, Bồ Tát nhờ thật biết tướng các pháp nên không cho các kiết sử là xấu, không cho các công đức là tốt, cho nên đối với kiết sử không sân, đối với công đức không ái, do trí lực ấy nên hay tu nhẫn nhục. Như kệ nói, Bồ Tát đoạn trừ các bất thiện cho đến vi tế dứt không còn, phước đại công đức không có lượng, sự nghiệp tạo tác đều thành tựu. Bồ Tát nhờ sức đại trí tuệ nên các kiết sử không não hại, cho nên biết được các pháp tướng sanh tử niết bàn 102. Do các nhân duyên như vậy, tùy chưa đắc đạo mà có thể nhẫn đối với các pháp phiền não, ấy gọi là pháp nhẫn. Lại nữa, Bồ Tát đối với hết thảy pháp biết là một tướng không hai, hết thảy pháp đều là pháp có tướng khả thức, cho nên nói một nhãn thức thức sắc cho đến ý thức thức pháp, ấy là pháp có tướng khả thức, cho nên nói một. Lại nữa, hết thảy pháp có tướng khả tri cho nên nói một khổ pháp trí, khổ tỷ trí, khổ loại trí, biết khổ đế, tập pháp trí, tập tỷ trí, biết tập đế, diệt pháp trí, diệt tỷ trí, biết diệt đế, đạo pháp trí, đạo tỷ trí, biết đạo đế, và thế trí thiện cũng biết được khổ tập diệt đạo và hư không, chẳng phải là trí duyên diệt đế, ấy là pháp có tướng khả tri cho nên nói một. Lại nữa, hết thảy pháp có tướng khả duyên cho nên nói một nhãn thức và pháp tương ứng với nhãn thức duyên sắc, nhĩ thức, thiệt thức, thần thức cũng như vậy. Ý thức và pháp tương ứng với ý thức cũng duyên nhãn, cũng duyên sắc, cũng duyên nhãn thức cho đến duyên ý, duyên pháp, duyên ý thức. Hết thảy pháp có tướng khả duyên cho nên nói một. Lại nữa, hết thảy pháp đều là một, một lại có một gọi là hai, ba lần gọi là ba. Như vậy cho đến ngàn vạn cũng đều là một mà giả gọi là ngàn vạn. Lại nữa, hết thảy pháp có tướng cho nên nói một. Do một tướng gọi là một, hết thảy vật gọi là pháp, hết thảy vật gọi là pháp, tướng của pháp gọi là một. Do vô lượng nhất môn như vậy nên phá tướng khác, không đắm tướng một, ấy gọi là pháp nhẫn. Lại nữa, Bồ Tát quán hết thảy pháp là hai. Thế nào là hai? Hai là tướng trong và tướng ngoài. Vì có tướng trong ngoài nên tướng trong chẳng phải ngoài, tướng ngoài chẳng phải trong. Lại nữa, hết thảy pháp hữu tướng vô tướng cho nên là hai. Không bất không, thường phi thường, ngã phi ngã, sắc phi sắc, thấy được không thấy được, có đối ngại không đối ngại, hữu lậu vô lậu, hữu vi vô vi, tâm pháp phi tâm pháp, tâm số pháp phi tâm số pháp, pháp tương ưng với tâm, pháp không tương ưng với tâm. Do vô lượng nhị môn như vậy nên phá tướng một, không đắm tướng hai, ấy gọi là pháp nhẫn. Lại nữa, Bồ Tát quán hết thảy pháp là ba, thượng trung hạ, thiện bất thiện, vô ký có không, chẳng phải có, chẳng phải không, kiến đế đoạn, tư duy đoạn, không đoạn, học, phi vô học, quả báo có quả báo, chẳng phải quả báo, chẳng phải có quả báo. Do vô lượng tam môn như vậy nên phá tướng một, không đắm tướng khác, ấy gọi là pháp nhẫn. Lại nữa, Bồ Tát tùy chưa được vô lậu đạo, kiết sử chưa dứt mà có thể tin thánh pháp vô lậu. Và ba pháp ấn, một là pháp ấn, hết thảy pháp hữu vi sanh đều vô thường. Hai là pháp ấn, hết thảy pháp vô ngã. Ba là pháp ấn, niết bàn chân thật, bậc hiền thánh đắc đạo, tự được, tự biết. Bồ Tát tùy chưa đắc đạo mà có thể tin và thọ, ấy gọi là pháp nhẫn. Lại nữa, đối với 14 pháp nạn vấn không đáp, có thường hay không thường, vân vân, quan sát không ngăn ngại, không mất trung đạo hay nhẫn được pháp ấy, gọi là pháp nhẫn. Như có một tỷ kheo đối với 14 pháp nạn vấn ấy, tư duy quan sát không thể thông đạt được nên tâm không nhẫn được, mới ôm y bát đi đến chỗ Phật, bạch Phật rằng: Phật có thể giải 14 nạn vấn này cho con, khiến cho con được hiểu rõ thì con sẽ làm đệ tử, nếu không thể hiểu rõ thì con sẽ đi tìm đạo khác. Phật dạy: Người ngu, ông có từng ước hẹn với ta, nếu ta đáp 14 nạn vấn thì ông làm đệ tử ta chăng? Tỷ kheo nói: Bạch Thế Tôn, không. Phật nói: Ông là người ngu, sau này lại nói nếu không đáp cho con sẽ không làm đệ tử. Ta vì người già bệnh chết mà thuyết pháp tế độ cho họ. 14 nạn vấn ấy là pháp đấu tranh, không ích chi đến chánh pháp, chỉ là hí luận hỏi để làm chi. Nếu đáp cho ông, tâm ông không rõ, đến chết vẫn không hiểu, vẫn không thoát được sanh già bệnh chết. Tí như có người thân bị tên độc,
Bà con mời thầy thuốc để rút mũi tên, người ấy bèn nói: chưa được rút mũi tên, trước tiên phải nói cho tôi biết họ tên, thân lý, cha mẹ, tuổi tác người bắn. Tôi lại muốn biết mũi tên xuất từ núi nào, cây gì, lông gì, biệt nhọn mũi tên là người nào, làm bằng sắt gì, lại muốn biết chiếc cung làm bằng cây ở núi nào, sừng con chi, rồi lại muốn biết cây thuốc xanh ở chỗ nào, tên chủng loại gì. Những việc như vậy tôi cần biết rõ tất cả, sau tôi mới cho người rút mũi tên và sức thuốc. Phật hỏi: tỳ kheo, người kia có thể cho biết hết mọi việc ấy sau mới cho rút mũi tên ư? Tỳ kheo thưa: không thể biết được, nếu chờ cho biết hết thời đã chết mất rồi. Phật nói: ông cũng như vậy, bị mũi tên tả khiến mùi thứ thuốc độc ái đã thấm vào tâm ông, trước vì mũi tên ấy nên làm đệ tử ta, nhưng này lại không muốn nhổ mũi tên, chỉ muốn tìm biết hết thế gian là thường hay vô thường, hữu biên hay vô biên, vân vân. Tỉ biết chưa được thì đã mất tuệ mạng, chết như súc sanh, tự rơi vào tối tăm. Tỳ kheo hổ thẹn biết sâu lợi Phật, liền chứng được đạo quả A-la-hán. Lại nữa, Bồ Tát muốn làm người nhất thiết trí, nên suy tìm hết thảy pháp, biết thần tướng của nó, đối trong 14 nạn vấn không trẻ không ngại, biết nó là bệnh nặng của tâm nên thoát ra được, nhẫn được ấy gọi là pháp nhẫn. Lại nữa, Phật pháp thậm thâm thanh tịnh vi diệu, diễn bày vô lượng các thứ pháp môn mà có thể nhất tâm tín thọ, không nghi không hối, ấy gọi là pháp nhẫn. Như Phật đã dạy, các pháp tùy không, cũng không đoạn, cũng không diệt. Các pháp nhân duyên tương tục sanh cũng chẳng phải thường. Các pháp tùy vô ngã mà cũng không mất tội phước. Chỉ trong khoảnh khắc một niệm của tâm mà các pháp, các căn, các tuệ, nơi thân chuyển diễn không ngừng, chẳng kịp đến niệm sau, cứ đổi mới sanh diệt, cũng không mất nghiệp nhân duyên của vô lượng đời. Tùy trong năm uẩn, 18 giới, 12 nhập đều không vô ngã, mà chúng sanh vẫn luân chuyển trong năm đường chịu sanh tử. Đối với các pháp thậm thâm vi diệu như vậy, tùy chứa đức Phật đạo mà có thể tin thọ, không nghi không hối, ấy là pháp nhẫn. Lại nữa, A-la-hán biết chi Phật vì sợ sanh tử xấu ác mà cầu vào Niết Bàn, còn Bồ-Tát tùy chưa được thành Phật mà muốn cầu nhất thiết trí. Vì thương xót chúng sanh muốn phân biệt rõ ràng thật tướng các pháp, nhẫn được việc này gọi là pháp nhẫn. Hỏi: làm sao quán được thật tướng các pháp? Đáp: quán các pháp không có tỉ vết, lỗ hổng, không thể phá, không thể hoại, ấy là thật tướng. Hỏi: tất cả lời nói đều có thể đáp, có thể phá, có thể hoại, tại sao lại nói không thể phá hoại, ấy là thật tướng? Đáp: vì các pháp không thể phá, nên trong Phật pháp, tất cả đường ngôn ngữ đều vượt qua, chỗ tâm đi qua đều rất bật, thực bất sanh bất diệt như tướng Niết Bàn. Vì sao? Vì nếu các pháp tướng là thật có, thời lúc sau trở nên không có. Nếu các pháp chưa có mà nay không, tức là đoạn diệt. Lại nữa, các pháp chẳng phải là thường. Vì sao? Vì nếu hút thường, tức không có tội, không có phước, không có sát thương, cũng không có thí cho mạng sống, cũng không có lợi ích tu hành, cũng không triển vượng, không giải thoát thế gian là Niết Bàn. Do nhân duyên như vậy, các pháp chẳng phải thường. Nếu các pháp là vô thường, thời là đoạn diệt, cũng không có tội, không có phước, cũng không thêm bớt, các nghiệp nhân duyên quả báo đều mất. Do nhân duyên như vậy, các pháp chẳng phải vô thường. Hỏi: ông nói trong Phật pháp thường cũng chẳng thật, vô thường cũng chẳng thật, sự ấy không đúng. Vì sao? Vì trong Phật pháp thường cũng thật, vô thường cũng thật. Thường là thường duyên diệt đế, phi thường, thường duyên diệt đế, chẳng thường. Thường duyên diệt đế, hư không, không sanh, không trụ, không diệt, ấy là tướng thường. Tướng vô thường là năm uẩn sanh trụ diệt, là tướng vô thường. Vì sao ông nói thường và vô thường đều chẳng thật? Đáp: thánh nhân có hai lối nói, một nói phương tiện, hai nói thẳng. Nói phương tiện là vì người, vì nhân duyên. Vì người là vì chúng sanh mà nói là thường, là vô thường. Như trong đoạn đối trị tất đàn đã nói, nếu nói vô thường là vì muốn cứu chúng sanh khỏi đắm say trong cái vui ba cõi, Phật suy nghĩ nên lấy pháp gì để khiến chúng sanh được sang lìa dục, cho nên mới nói các pháp là vô thường. Như kệ nói, nếu quán pháp vô sanh, đối pháp sanh được lìa, nếu quán pháp vô vi, đối hữu vi được lìa. Thế nào là sanh? Sanh là nhân duyên hòa hợp, vô thường, không tự tại, thuộc nhân duyên, có tướng già bệnh chết, tướng hư dối, tướng phá hoại, ấy gọi là sanh. Sanh là pháp hữu vi, như trong đối trị tất đà nói, thường và vô thường đều chẳng phải là tướng thật vì cả hai đều sai lầm. Nếu nói các pháp chẳng phải hữu thường, chẳng phải vô thường, ấy là đối lý luận ngu si. Vì cớ sao? Vì nếu chẳng phải có thời phá không, nếu chẳng phải không thời phá có, nếu phá cả hai sự ấy thì còn có pháp gì nữa để nói? Hỏi: trong Phật pháp thường nói không tướng, chẳng có chẳng không,
không để trừ có, không không để ngăn không, ấy là chẳng có chẳng không, sao lại cho là lý luận ngu si? Đáp: thật tướng chẳng phải có chẳng phải không, theo trong Phật pháp nói là không lãnh thọ không chấp trước. Còn chẳng phải có chẳng phải không của ông nói là có lãnh thọ có chấp trước, nên cho là lý luận ngu si. Nếu nói chẳng phải có chẳng phải không, thế là có thể nói có thể phá, là chỗ tâm sanh khởi, là chỗ đấu tranh. Phật pháp thời không như vậy, tùy theo nhân duyên mà nói chẳng phải có chẳng phải không, nhưng không sanh tâm chấp trước, không sanh tâm chấp trước nên không thể hoại không thể phá. Các pháp hoặc hữu biên hoặc vô biên, hoặc vừa hữu biên vừa vô biên, hoặc chẳng phải hữu biên vô biên, hoặc còn có đi sau khi chết, hoặc không còn có đi sau khi chết, hoặc vừa có đi vừa không đi sau khi chết, hoặc chẳng phải có đi chẳng phải không đi sau khi chết. Thân xác là phần hồn, hoặc thân xác khác phần hồn khác, cũng như vậy đều chẳng thật. Quán các pháp theo như trong 62 kiến chấp cũng đều chẳng thật, khước trừ hết thảy những điều như vậy. Tên Phật pháp là tướng thanh tịnh bất hoại, tâm không hối hận không lay chuyển, ấy gọi là pháp nhẫn. Lại nữa, hữu vô nhị biên, quán các pháp khi sanh khi trụ, thời là tướng hữu kiến. Quán các pháp khi già khi hoại, thời là tướng vô kiến. Chúng sanh trong ba cõi phần nhiều đám trước vào hai kiến đó, cả hai thứ pháp ấy hư dối không thật. Hữu tướng thời chẳng phải vô, vì sao? Vì này không trước có là rơi vào đoạn diệt, nếu đoạn diệt thời là không đúng. Lại nữa, hết thảy các pháp do danh tự hòa hợp nên mới gọi đó là có. Do vậy, pháp do danh tự hòa hợp sanh là pháp chẳng thể có được, bất khả đắc. Hỏi: pháp do danh tự hòa hợp sanh tuy chẳng thể có được, song vẫn có danh tự hòa hợp. Đáp: nếu không có pháp thì danh tự hòa hợp vì cái gì? Thế ấy là không danh tự. Lại nữa, nếu các pháp thật có, thời không phải cần do tâm thức biết nên mới có, thế thời chẳng phải có. Như tướng cứng của đất, do thân căn, thân thức biết nên mới có. Nếu không có thân căn, thân thức biết, thời không có tướng cứng. Hỏi: thân căn, thân thức, hoặc biết hoặc không biết thì đất vẫn thường là tướng cứng. Đáp: đó là do trước đã tự biết có tướng ấy, hoặc do người khác nói mà biết là có tướng cứng. Nếu trước không tự biết, không nghe người nói, thời không có tướng cứng. Lại nữa, đất thường là tướng cứng, thời không nên bỏ tướng đó. Như sữa đặc, sáp ong, nhựa cây, gặp khí nóng tan ra, thời bỏ tướng cứng mà trở thành tướng ướt, vàng, bạc, đồng, vân vân, sắt cũng như vậy. Như nước là tướng lỏng ướt, gặp khí lạnh, thời chuyển thành tướng đặc cứng. Như vậy, các thứ đều là xả bỏ tướng. Lại nữa, các luận nghị sư có thể khiến có thành không, khiến không thành có. Các bậc hiền thánh, người tọa thiền có thể khiến đất thành nước, nước thành đất. Như vậy, các pháp đều có thể chuyển đổi. Như nói trong 10 pháp nhất thiết, nhập hoặc gọi 10 biến xứ. Lại nữa, hữu kiến chấp có ấy phát sanh vì có tham dục sân nhuế ngu si kiết phược đấu tranh, cho nên chỗ nào sanh tham dục sân nhuế vân vân ấy là không phải Phật pháp. Vì sao? Vì tướng của Phật pháp là lành, là trong sạch, do thế nên chẳng phải thật. Lại nữa, hết thảy pháp có hai thứ, sắc pháp và vô sắc pháp. Sắc pháp thời phân tích cho đến cực vi, tan mất không còn gì. Như đã nói trong chương Đàn Ba La Mật, đoạn phá bát về bố thí. Vô sắc pháp thì vũ thức không biết được. Khi ý thức sanh trụ diệt, quán sát biết tâm có phần đoạn nên vô thường nên không, không nên chẳng phải có. Trong khoảng gảy móng tay, có đến 60 thì niệm thời gian rất ngắn. Trong mỗi thì tâm có sanh diệt, do tương tục sanh nên biết ấy là tâm tham, ấy là tâm sân, ấy là tâm si, ấy là tâm tín, ấy là tâm thanh tịnh, trí tuệ thiền định, hành giả quán tâm sanh rồi diệt như dòng nước, như ngọn đèn, ấy là cửa ngõ đi vào không trí. Vì sao? Vì nếu tâm một thời sanh, còn trong các thời khác diệt thì tâm ấy nên là thường. Vì sao? Vì trong thời gian tâm sanh rất ngắn ấy không có diệt. Nếu trong một thời ấy đã không có diệt, thời phải nên trước sau đều không diệt. Lại nữa, Phật nói pháp hữu vi đều có ba tướng. Nếu trong thời gian rất ngắn chỉ sanh mà không diệt thì đó không phải là pháp hữu vi. Nếu trong thời gian rất ngắn tâm có sanh trụ diệt, thời vì sao chỉ trước sanh mà sau diệt, chứ không trước diệt mà sau sanh? Lại nữa, nếu trước có tâm sau có sanh, thời tâm không cần đợi sanh, vì sao? Vì trước đã có tâm vậy. Nếu trước đã có sanh, thời sanh không còn sanh làm gì nữa?
lại sanh và diệt đánh trái nhau, khi sanh thời không thể có diệt, khi diệt thời không thể có sanh, giờ lẽ đó nhất thời cũng không thể có được, thế tức là vô sanh. Nếu vô sanh thời vô trụ vô diệt, nếu không sanh trụ diệt thời không tâm số pháp, không tâm số pháp thời không có các tâm bất tương ưng hành sắc pháp, vô sắc pháp đã không, thời vô vi pháp cũng không. Vì cớ sao? Vì nhân hữu vi nên có vô vi, nếu không có hữu vi thời không có vô vi. Lại nữa, thấy pháp có tạo tác là vô thường nên biết pháp không tạo tác là thường. Nếu như vậy nên thấy pháp tạo tác phải là có pháp, thì pháp không tạo tác phải là không pháp. Vì thế nên pháp thường là không thể có được, bất khả đắc. Lại nữa, ngoại đạo và đệ tử Phật nói pháp thường có chỗ đồng nhau, có chỗ khác nhau. Chỗ đồng là như nói hư không niết bàn, chỗ khác là ngoại đạo nói có ngã, thời phương vi trần minh sơ. Có đệ tử Phật nói chẳng phải thường xuyên diệt đế, lại có pháp nhân duyên là thường, pháp do nhân duyên sanh là vô thường. Trong đại thừa nói pháp thường như nói pháp tánh như như chân tế, như vậy gọi là pháp thường. Còn như hư không niết bàn thì như trong trường tán thán bồ tát trước kia đã nói, thần thời phương vi trần cũng như trước đã nói, do vậy không nên nói các pháp là có, nếu các pháp là không. Có hai thứ, một thường không, hai đoạn diệt nên không, hoặc trước có nên không, hoặc nay có sau không, ấy là đoạn diệt. Nếu vậy, thời không có nhân duyên, không nhân duyên thì trong một vật xuất sanh hết thảy vật, mà cũng có thể trong một vật không xuất sanh gì hết. Đời sau cũng như vậy, nếu dứt mất nhân duyên, tội phước, thời không thể có sự giàu nghèo, sàng hèn khác nhau và bị đọa vào trong ác đạo súc sanh. Nếu nói thường không, thời không có khổ tập diệt đạo. Nếu không có tứ đế, thời không có pháp bảo, thời không có tám đạo quả hiền thánh. Nếu không pháp bảo tăng bảo, thời không có Phật bảo. Nếu như vậy, thời phá hoại tăng bảo. Lại nữa, nếu hết thảy pháp thật không, thời không có tội phước, không có cha mẹ, cũng không có lễ nghĩa phép tắc thế gian, cũng không có thiện ác. Vậy thời thiện ác đồng môn thị phi nhất quán, hết thảy mọi vật đều không, như thấy trong mộng. Nếu nói thật không thì có lỗi như vậy, lời nói ấy ai mà tin được. Nếu cho rằng vì điên đảo nên thấy có, vậy sao đang khi thấy một người lại không thấy thành hai ba, là vì nó thật không mà điên đảo thấy. Nếu không rơi vào hai kiến có không ấy, thầy biết được trung đạo thật tướng, làm sao biết thật. Đúng như điều được biết, được nói của hằng hà sa chư Phật Bồ Tát quá khứ, điều được biết, được nói của hằng hà, hằng hà sa chư Phật Bồ Tát vị lai, đều được biết, được nói của hằng hà sa chư Phật Bồ Tát hiện tại, mà sanh lòng tin lớn lao, không nghi không hối, có sức tin lớn lao nên hay trì hay thọ, ấy gọi là pháp nhẫn. Lại nữa, do sức thiền định nên tâm nhu nhuyễn thanh tịnh, và khi nghe đến thật tướng các pháp, tâm liền càng ứng hợp tin chặt vào sâu, không nghi không hối. Vì cớ sao? Nghi và hối là pháp hệ thuộc dục giới, vì nó thô ác nên không dính vào trong tâm nhu nhuyễn, ấy gọi là pháp nhẫn. Lại nữa, do trí tuệ lực nên khi quán hết thảy các pháp mà không có một pháp khả đắc, nhẫn được thọ được pháp ấy, là không nghi không hối, ấy gọi là pháp nhẫn. Lại nữa, Bồ Tát suy nghĩ rằng hàng phàm phu vì cả hết độc vô minh nên đối hết thảy các pháp chuyển thành tướng khác, phi thường tưởng thành thường, khổ tưởng thành vui, vô ngã tưởng thành có ngã, không mà cho là có thật, phi hữu là hữu, hữu là phi hữu. Như vậy trong chủng chủng pháp chuyển thành ra tướng khác, được trí tuệ thánh hiền phá cái độc vô minh, biết rõ thật tướng các pháp, được có trí tuệ biết vô thường, khổ không, vô ngã, vứt bỏ không chấp trước, nhẫn được pháp ấy gọi là pháp nhẫn. Lại nữa, quán hết thảy các pháp từ trước đến nay thường không, đời nay cũng không, tin được thọ được pháp ấy gọi là pháp nhẫn. Hỏi, nếu quán hết thảy các pháp từ trước đến nay thường không, đời nay cũng không, thế là ác tà kiến, sao lại nói là pháp nhẫn? Đáp, nếu quán các pháp rốt ráo không, tâm thủ trước không ấy, thời đó là ác tà kiến. Nếu quán không mà không thủ trước, không sành tà kiến, thời đó là pháp nhẫn. Như cạnh nói, các pháp tánh thường không, tâm chẳng thủ trước không, nhẫn được pháp như vậy là sơ tướng Phật đạo. Như vậy các cửa nhập vào trí huệ, quán thật tướng các pháp, tâm không thối chuyển, không hối hận, không tùy theo các giác quán, cũng không lo buồn, được tự lợi lợi tha, ấy gọi là pháp nhẫn. Pháp nhẫn ấy có ba thứ, hành tướng thanh tịnh là không thấy pháp nhẫn nhục, không thấy thân mình, không thấy người nhục mạ, không ý luận các pháp, khi ấy gọi là pháp nhẫn thanh tịnh.
Vì lẽ đó, nói Bồ Tát khi trụ trong bát nhã ba la mật có thể được nhẫn nhục ba la mật vì không lay động, không thối chuyển. Sao gọi là không lay động, không thối chuyển? Nghĩa là không sanh sân giận, không xuất lời ác, thân không gây ác, tâm không nghi hoặc. Bồ Tát biết thật tướng bát nhã ba la mật, không xuất lời ác, thân không gây ác, tâm không nghi hoặc. Nếu người đến mắng hoặc làm đau đớn, giết hại, thế thầy đều nhẫn. Do vậy nên nói tâm trụ trong bát nhã ba la mật, thầy có thể đầy đủ nhẫn nhục ba la mật. Chương 25 giải thích tỷ lê gia ba la mật. Kinh: thần tâm tinh tấn không giải đãi nên có thể đầy đủ tỷ lê gia tinh tấn ba la mật. Luận: hỏi, tinh tấn là gốc hết thảy các thiện pháp, đáng phải ở đầu hết, này cớ sao nó lại ở vào hàng thứ tư? Đáp: bố thí chỉ giới nhẫn nhục ở thế gian thường có, như cái đạo nghĩa giữa khách và chủ, theo lẽ phải cung cấp cho nhau, đến như súc sanh cũng biết cách bố thí đó. Hoặc có người vì lý do này, lý do khác cho nên bố thí, hoặc vì đời này, hoặc vì đời sau, hoặc vì đạo cho nên bố thí mà không cần tinh tấn. Còn như chỉ giới như là vì thấy người làm ác, bị phép vua trị tội nên sợ hãi mà không dám làm quấy, hoặc sẵn có tánh thiện nên không làm điều ác, hoặc có người nghe nói đời này làm ác, đời sau trị tội mà sợ hãi cho nên chỉ giới, hoặc có người nghe nói do chỉ giới mà xa lìa được cảnh khổ, sanh già, bệnh chết, nên trong tâm sanh, miệng nói, ta từ ngày nay không còn sát sanh. Như vậy đó là giới, đâu cần có tinh tấn ba la mật mới làm được ư? Như trong phép nhẫn nhục, hoặc bị mắng, bị đánh, bị giết, mà hoặc vì sợ nên không đáp trả, hoặc vì sức kém, vì sợ tội lỗi, hoặc vì tu theo pháp thiện nhân, hoặc vì cầu đạo cho nên giữ yên lặng không đáp trả, đều là không cần phải có tinh tấn ba la mật mới nhẫn được. Nay muốn được biết thần tướng các pháp phải thực hành bát nhã ba la mật và nên tu hành thiền định. Thiền định là cánh cửa trí tuệ chân thật, trong ấy phải xin tu tinh tấn, nhất tâm hành thiền. Lại nữa, bố thí chỉ giới nhẫn nhục là phước đức lớn, được an ổn khoái lạc, có danh dự tốt, muốn gì được nấy, đã biết được mùi vị của phước lợi ấy, nay muốn tinh tấn để tiếp tục có được thiền định trí tuệ thắng diệu. Thời ví như đào giếng, đã thấy bùn ướt càng thêm tinh tấn, hy vọng chắc chắn có nước. Lại cũng như rủi lửa, đã thấy được khói, gắng sức gấp bội, chắc chắn thấy được lửa. Muốn thành Phật đạo phàm có hai môn: một, phước đức; hai, trí tuệ. Tu hành bố thí chỉ giới nhẫn nhục là môn phước đức. Đại bát nhã ba la mật biết thời tướng hết thảy các pháp là môn trí tuệ. Bồ Tát nhập vào phước đức môn thì trừ hết thảy tội sở nguyện đều thỏa mãn. Nếu không được thỏa mãn là vì tội cấu ngăn che, Bồ Tát nhập vào trí tuệ môn thời không chán ngán sanh tử, không ưa với niết bàn, vì hai việc là một. Ngài muốn xuất sanh đại bát nhã ba la mật thì phải nhân nơi thiền định môn, và muốn có thiền định môn cần phải nhờ đến sức đại tinh tấn. Vì cớ sao? Vì ở dục giới loạn tâm không thể thấy được thật tướng của các pháp. Ví như đèn ở giữa gió, ánh sáng không thể chiếu rõ vật, nhưng đèn ở trong nhà kín, ánh sáng chắc chắn chiếu rõ được. Thiền định trí tuệ ấy không thể lấy phước đức mà cầu được, cũng không phải quán chiếu sơ sài mà được, mà phải thậm thâm tinh cần gấp rút bám chặt không giải đãi mới thành tựu được. Như Phật từng nói, dù cho huyết thịt mỡ tủy kiệt hết, chỉ còn lại da xương gân cũng không bỏ tinh tấn, thời như vậy mới được thiền định trí tuệ. Được hai việc này, thời mọi việc đều thành. Do vậy nên tinh tấn đứng vào thứ tư là căn bản cho thiền định trí tuệ chân thật. Trong ba thứ đầu tuy đều có tinh tấn nhưng vì ít cho nên không nói. Hỏi: có người nói chỉ thực hành bố thí chỉ giới nhẫn nhục là được đại phước đức. Khi được đại phước đức, thời sở nguyện đều thành tựu, thiền định trí tuệ tự nhiên đến. Vậy cần gì phải có tinh tấn ba la mật? Đáp: Phật đạo sâu xa khó được, tuy có sức bố thí chỉ giới nhẫn nhục, song cần phải có tinh tấn mới được thiền định sâu xa, trí tuệ chân thật và vô lượng Phật pháp. Nếu không thực hành tinh tấn, thời không sanh thiền định. Khi thiền định không sanh, thời cõi Phạm Thiên Vương cũng không thể sanh đến được, huống gì muốn cầu được Phật đạo ư? Lại nữa, có người như dân đại cư sĩ, vân vân, muốn được vô lượng phước báu, thời đều được như ý. Như vua đành sanh, làm vua cả bốn châu thiên hạ, trời mưa xuống bảy báu và các vật cần dùng, lại còn được trời đế thích chia chỗ cho ngồi, thì có phước ấy, nhưng không thể đắc đạo. Như tỷ kheo La Tần Châu thì chứng được đạo quả A-la-hán, nhưng khi đi khất thực đến bảy ngày mà không có được vật gì, đành phải mang bình bát không trở về. Sao dùng lửa thiền định tự thiêu thân mà vào niết bàn? Do đó nên biết chẳng phải chỉ có sức phước đức mà đắc đạo được, muốn thành Phật đạo cần phải đại tinh tấn. Hỏi:
Bồ Tát xem tinh tấn có lợi ích gì mà sinh tu không giải đãi. Đáp: hết thảy đạo đức lợi ích đời này đời sau đều do tinh tấn mà có được. Lại nữa, nếu người muốn tự độ thân còn phải cần kiếp tinh tấn, huống chi Bồ Tát thệ nguyện muốn độ tất cả chúng sanh, như trong bài kệ tán thán tinh tấn nói: người mà không tiếp thân, tâm trí tuệ quyết định, tinh tấn đúng như pháp, việc mong cầu không khó, như nông phu siêng làm, thu hoạch chắc đầy đủ, cũng như đi được xa, siêng đi chắc mau đến, nếu được sanh cõi trời và được vui niết bàn. Lý do được như vậy đều do sức tinh tấn, chẳng trời chẳng vô nhân, tự làm nên tự được, đâu phải người trí tuệ mà không tự gắng sức. Lửa ba cõi cháy bùng ví như ngọn lửa lớn, người có trí quyết đoán mới được thoát ra khỏi. Do vậy nên Phật bảo: A Nan phải tinh tấn, như vậy không giải đãi, đi thẳng đến Phật đạo, mạnh mẽ mà siêng làm, đạo đất được thông suối. Tinh tấn cũng như vậy, không gì không cầu được, như hành được đạo pháp, tinh tấn không giải đãi, chắc được vô lượng quả, báo ấy trọn không mất. Lại nữa, pháp tinh tấn là căn bản của mọi điều thiện, có thể xuất sanh hết thảy các thiện đạo, cho đến được vô thượng chánh đẳng bồ đề, huống gì là loại nhỏ, tất cả đều từ tinh tấn không phóng dật mà phát sanh. Lại nữa, tinh tấn có thể làm phát động phước đức đời trước, nhiều mưa thấm hạt giống làm cho mọc mầm, cũng đầy cũng như vậy. Tùy có phước đức nhân duyên đời trước, nếu không có tinh tấn thời không phát sanh được, cho nên đến cái lợi đời này còn không có được, huống chi được Phật đạo. Lại nữa, các đại Bồ Tát cứu vớt chúng sanh phải chịu đủ thứ khổ, cho đến khổ trong địa ngục A Tỳ tâm cũng không giải đãi, ấy là tinh tấn. Lại nữa, hết thảy mọi sự nếu không tinh tấn thời không thành được, ví như thuốc sổ lấy vị bá đậu làm chủ, nếu bỏ bá đậu thời không đủ để sổ. Như vậy, bốn niệm xứ, ý chỉ, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám chánh đạo, chắc chắn phải cần có tinh tấn. Nếu không có tinh tấn, cả mọi việc không thành. Như giới chỉ có trong tám chánh đạo, các chỗ khác không có. Tín chỉ có trong năm căn, năm lực, các chỗ khác không có. Còn tinh tấn thời không chỗ nào không có. Tinh tấn tuy có khắp trong các pháp mà vẫn riêng tự có mặt sai khác. Ví như vô minh sự tuy có khắp trong hết thảy các kiết sự, mà vẫn riêng có bất cộng vô minh. Hỏi: Bồ Tát muốn được hết thảy Phật pháp, muốn độ hết thảy chúng sanh, muốn diệt hết thảy phiền não đều được như ý, sao còn phải tăng thêm tinh tấn mới có thể được thành Phật? Như đúng lửa nhỏ không thể đốt rừng lớn, phải có thế lửa tăng thêm mới có thể đốt tất cả. Đáp: Bồ Tát từ khi sơ phát tâm thệ nguyện sẽ độ hết thảy chúng sanh, làm cho họ được hoan lạc, thường vì hết thảy không tự tiếp thân. Nếu tiếp thân thì không thể thành tựu các thiện pháp, do vậy phải tăng thêm tinh tấn. Lại nữa, Bồ Tát dùng đủ lý do của tranh tâm giải đãi khiến mê say tinh tấn. Đám mây đèn giải đãi che lớp ánh sáng trí tuệ, luôn mất các công đức tăng trưởng điều bất thiện. Người giải đãi lúc đầu tuy được vui nhỏ mà về sau thời bị khổ lớn. Ví như đồ ăn có độc, lúc đầu tuy thơm ngon mà lâu thời chết người. Tâm giải đãi đốt cháy các công đức ví như lửa lớn đốt cháy hết rừng cây hoang dã. Người giải đãi bị mất hết các công đức ví như bị giặc cướp không còn lại chút gì. Như kệ nói: đáng được mà chẳng được, đã được rồi lại mất, đã tự khinh thân mình mọi người cũng không kính. Thường ở chỗ rất tối, không có các vi đức pháp trí tuệ tôn quý, việc ấy mất vĩnh viễn. Nghe các pháp diệu đạo không thể giúp ích thân, các tội lỗi như thế đều do tâm giải đãi. Tuy nghe pháp tăng ích, chẳng thể được tới trên, các tội lỗi như thế đều do tâm giải đãi. Sanh nghiệp không tu lý, không được vào đạo pháp, các tội lỗi như thế đều do tâm giải đãi. Bậc thượng trí bỏ xa, trung nhân thường lại gần, hạ ngu vì đó chìm, như heo ưa ở chuồng. Nếu làm người ở đời, ba việc đều phế mất, dục lạc và tài vật, phước đức cũng mất luôn. Nếu làm người xuất gia, thời không được hai việc, sanh thiên và niết bàn, danh dự mất cả hai, như phế mất như vậy. Muốn biết lý do nó, trong hết thảy các giặc không qua giặc giải đãi. Vì có các tội ấy không nên nuôi tầm nhát, hai tỷ kheo mã tính giải đãi xa ác đạo. Tuy thấy Phật nghe pháp cũng chẳng thoát khỏi được. Qua các tội lỗi của giải đãi như vậy mà tinh tấn được tăng trưởng. Lại nữa, quan sát sự lợi ích của tinh tấn, thời biết cái lợi của đời này đời sau, Phật đạo hay niết bàn mà có được là đều do tinh tấn. Lại nữa, Bồ Tát biết hết thảy các pháp đều là không, không có gì,
nhưng không chứng niết bàn chỉ vì thương xót chúng sanh, chứ nhóm các điều thiện ấy là sức tinh tấn ba la mật. Lại nữa, Bồ Tát chỉ là một kẻ đơn độc không có bằng hữu, chỉ do sức phước đức tinh tấn mà phá được ma quân và giặc kiết sử, được thành Phật đạo, đã được Phật đạo đối với hết thảy các pháp, thấy rõ là nhất tướng vô tướng, nó thật đều là không. Trong Bồ Tát vì chúng sanh mà thuyết các danh tự về các pháp, dùng các phương tiện khéo léo độ thoát chúng sanh khỏi khổ sanh già bệnh chết. Khi sắp diệt độ, đem pháp thân giáo pháp chào cho Bồ Tát Di Lặc, Đại Ca Diếp, A Nan, vân vân. Vậy sau vào kim càng tam muội, tự làm nát thân cốt ra như hạt cải để độ chúng sanh mà không rời bỏ sức tinh tấn. Lại nữa, như A Nan, vì các tỳ kheo nói về bảy giác ý cho đến tinh tấn giác ý, Phật hỏi A Nan: Thầy nói tinh tấn giác ý ư? A Nan thưa: Con nói tinh tấn giác ý. Như vậy ba lần hỏi, ba lần đáp. Phật liền từ chỗ ngồi đứng dậy bảo A Nan: Thầy ưa thích tu hành tinh tấn thì không việc gì không được, được đến Phật đạo trọn đời không hư dối. Do các nhân duyên như vậy, quán xét sự lợi ích của tinh tấn mà được tăng trưởng lợi ích. Và sự tinh tấn như vậy, có khi Phật nói là dục, có khi nói là tinh tấn, có khi nói là không phóng dật. Ví như người muốn đi xa, khi bắt đầu muốn đi, thế gọi là dục, cất bước không ngừng, thế gọi là tinh tấn. Tự khuyến khích cố gắng, không để cho việc làm ngăn trở, thế gọi là không phóng dật. Do vậy biết dục sanh ra tinh tấn sanh ra không phóng dật, không phóng dật, nên có thể sanh ra các pháp, cho đến khi chứng thành Phật đạo. Lại nữa, Bồ Tát nếu muốn thoát khỏi sanh già bệnh chết, muốn độ thoát chúng sanh thì thường phải tinh tấn, nhất tâm không phóng dật, cũng như người bưng bát dầu đầy đi vào giữa đại chúng, nhờ hiện tiền nhất tâm không phóng dật nên được sanh lợi lớn. Lại như tầng các nghiêng, đường hiểm, dây treo, ven núi rủ xuống, tại các chỗ hiểm ác đó, nhờ nhất tâm không phóng dật nên thân được an ổn, đời này được sanh lợi lớn. Cầu đạo mà tinh tấn cũng như vậy, nếu nhất tâm không phóng dật thì sở nguyện đều được thành tựu. Lại nữa, ví như dòng nước có thể làm vỡ đá lớn, tâm không phóng dật cũng như vậy, chuyên tu khéo léo, thường hành không bỏ, thể có thể phá các núi kiết sử phiền não. Lại nữa, Bồ Tát có ba thứ suy nghĩ: nếu ta không làm, thời không được quả báo; nếu ta không tự làm, thời không từ người khác đưa đến; nếu ta làm thì cuối cùng không mất. Suy nghĩ như vậy rồi, nên quyết tâm tinh tấn vì Phật đạo mà chuyên tu, chứ không phóng dật. Như một tiểu tỳ kheo tu hành A Lan Nhã, một mình ở trong rừng tọa thiền mà sanh giải đãi. Trong rừng có vị thần vốn là đệ tử Phật nhập vào trong xương của một tử thi nói bài kệ: Tiểu tỳ kheo trong rừng vì sao sanh giải đãi? Ngày đến nếu không sợ, đêm lại đến như vậy. Tỳ kheo ấy sợ hãi ngồi dậy, trong tâm tự suy nghĩ: để đến nửa đêm lại ngủ, vị thần ấy lại đến hiện ra 10 đầu, trong miệng tuôn lửa, răng vuốt như kiếm, mắt đỏ như lửa, ngoái lại nói và đi theo nắm vị tỳ kheo giải đãi ấy, nói: ở chỗ này không nên giải đãi, sao lại làm vậy? Bấy giờ vị tỳ kheo quá sợ để khởi tâm suy nghĩ đến việc đó, rồi chuyên tâm niệm pháp chứng được đạo quả A La Hán, ấy gọi là sức tự cường tinh tấn không phóng dật, có thể được đạo quả. Lại nữa, sự tinh tấn ấy không tự tiết thân mà tiết quả báo. Trong bốn loại nghi của thân là ngồi, nằm, đi, ở, thường xin tinh tấn, thả tự mất thân không bỏ đạo nghiệp. Ví như bị lửa cháy, không dùng bình nước để cứu, cốt làm sao để dập tắt lửa, chứ không tiếc cái bình. Như vị thầy tiên nhân dạy đệ tử bài kệ rằng: tâm quyết định vui vẻ như được quả báo lớn, như khi được tọa nguyện mới biết tối diệu này. Do các nhân duyên như vậy, quán xét cái lợi của tinh tấn mà có thể làm cho sự tinh tấn tăng thêm. Lại nữa, Bồ Tát tu các khổ hạnh, nếu có người đến xin đầu mắt tủy não, thời có thể cho hết. Rồi tự nghĩ ta có sức nhẫn nhục tinh tấn trí huệ phương tiện, thế nhưng khi chịu sự cắt đầu mắt ấy mà vẫn còn thấy đau đớn, huống gì chúng sanh ngu si lẫn thẫn trong ba đường ác. Ta nên vì các chúng sanh ấy xin tu tinh tấn để sớm thành Phật đạo, cứu vớt chúng sanh. Hết cuốn 15 theo bản Hán.